Hello anh em, chào mừng anh em trở lại kênh YouTube của mình là Thành Biêm Đức. Thì sau đây là những phân cảnh hay nhất của hành trình Việt Rally. Thì anh em nhớ xem tới đoạn cuối nha, không xem tới đoạn cuối là phí lắm luôn á. Đấy, và anh em đừng quên subscribe cũng như là đăng ký group của mình nha. Xe và đam mê ở bên dưới phần link này nha anh em.
Và nhớ đăng ký kênh cũng như group xe và đam mê ở dưới phần mô tả nha. Ngày mới gọi là chạy nè. Mấy mấy ngày nè, mấy thằng xe to nè, đuôi với siêu xe nè. Ghê, xe to. Ai xe to bao nài luôn, ăn ferry luôn rồi. Chị anh tao bằng tin luôn. Rồi, ai xe to chạy ghê quá. À, nó chậm mấy á. Ủa hết lắc A rồi. 125 á, quá này lên trái à. Trái 62 à. Ghê 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 ghê